9 quy tắc phát âm câm trong tiếng Anh sẽ giúp bạn nói hay như đây. Quy tắc số 5, W cộng H đi với nhau nếu sau nó là letter O, thì lúc này letter W sẽ câm. Ví dụ như who, who, whose, whose. Quy tắc số 7 chúng ta sẽ có B, T đi cùng nhau. Lúc này B sẽ câm. Ví dụ doubt, doubt, debt, debt. Tiếp theo chúng ta sẽ có letter M and letter N đi cùng nhau. Thông thường letter N sẽ bị câm. Ví dụ autumn, autumn, column, column. Tiếp theo chúng ta sẽ có S-T-E-N. Thông thường letter T is silent. Trong một số trường hợp như sau: fasten, fasten, listen, listen. Và cuối cùng chúng ta sẽ có S-D-L-E đi cùng nhau. Lúc này letter T sẽ câm. We have castle, castle, whistle, whistle.